bị đồng đội chị xua. Không, đổ chị lên chơi. Xua đuổi. Nè, đồng đội chị không giúp chị, chị thấy không? Anh nhớ đó theo. Lúc Mỹ anh... Ngân, Mỹ Ngân. Lên lên à. Em sợ anh à. Quan trọng là mình phải thắng cái xì xầm nha anh. Đúng rồi. Hút một cái thật mạnh vào. Anh Luật anh không có cân bằng được mà. Anh không có cân bằng được mà. Mà phải nói quá, tôi kêu lên chưa gì hết. Luật là dễ thua lắm nha. Trời ơi. Dám đâu. Cầm chỗ này cho anh đi. Vô anh trai. Sợ cái gì? Chị ơi. Ý chị ơi. Chị ơi chưa chơi mà chị té rồi chị. Trời. Lên. Khó quá à. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Bây giờ. Anh đợi em cái. Thôi. Ông kéo anh thiệt. Luôn á. Thôi lên từ từ nha. Rồi xuống trong hởm nào. Cả hai ngồi xuống. Chị ngồi xa ra anh quấn chị bây giờ. Rồi đưa gấu. Đưa gấu vào bông. Sao tay này dịnh nha. Rồi. Quả tôi xì. Một. Hai. Chưa. Một. Hai. Chưa. Đứa cười. Cười là không thắng bằng được đâu. Thôi buông ra quả tôi xì mà. Một. Hai. Quảnh. Trời ơi. Trời ơi, con chuột với con voi. Em chưa xuyền rồi là anh đánh rồi. Em chưa xuyền là gì? Chưa xuyền là gì? Tổng hiệp bằng ngân quá à. Tỷ số hiện tại là một đều. Ăn thua là quánh thù xì á. Ăn thua là anh đó. Đó sao chị yếu vậy? Quánh thù xì được không? Được, được. Quan sát vô xíu anh Vinh. Thôi được kìa được không? Em quýnh tới mà. Không. Anh ơi, đừng lắc lư em té ra anh. Rồi bu, ngân bu, 1, 2, 3, quánh thù xì. Rồi, chiến thắng. Đánh. Chết rồi. Chiến thắng. Chết rồi. Ba lượt đầu là đội mình đang thắng với tỷ số là 2-1. Bây giờ là lượt chơi hai người. Giờ đánh đến khi nào rớt hết hai người xuống luôn mới tính đúng không anh? Vẫn còn một người thì đội nào sao? Còn lại là đội đó thắng. Mình chơi lớn không? Lớn là sao? Đứng lên ngồi xuống đây. Lẹ hết luôn anh. Chơi lớn đi chị ở vậy. Thôi lẹ đi. Vinh buông ra, người ta đã buông ra. Rồi, quán tôi xì đi. Ai đại diện quán tôi xì? Đây. Đâu, ai đại diện? Đây. Từ từ như nào gấp vậy? Căng thẳng vậy luôn. Đâu phải đi đến lộn. Đừng nhắm mắt, đừng nhắm mắt. Quán tôi xì đi. Đây nè, 1, 2, 3. Gì đâu căng. Gì đâu căng mấy anh trai. 1, 2, 3. 2, 3. Yeah. Trời ơi. Mình có quyền giữ đồng đội mình, đừng giữ đội bạn. Không giữ đội, đã chết là chết mình, chứ ai kéo bạn mình theo. Quá. Rồi, quánh xì lại. 1, 2, 3. Rồi, hay quá. Chị dạ, chị dạ. Một phát. Thôi, thêm nữa luôn. Thôi, thêm nữa luôn. Rồi. Ngân gớm nha, tôi không có giữ lại. Ngân gớm. Rồi, Ninh Vinh Ngọc sát vào. Thôi được rồi, em như đây được. Không. Sát vào. Một, hai, ba.
Trời ơi con em tôi. Tới trên tới. Tôi. Tới trên tới. Hãy vậy. Wow. Wow. Tôi. Tới trên tới. Hãy vậy. Wow. Wow. Trời. Wow. Wow. Yeah. Wow. Trời. Wow. Trời chị dạo ơi. Trời chị dạo ơi. Chơi gì nữa? Chơi gì nữa bây giờ? Thiệt luôn. Gì vậy chị? Có đỡ không? Bà quýnh ta mạnh quá bà tay. Ta vô quýnh mạnh quá. Rồi bây giờ mình có một cặp khác. Một người chơi hai lần. Đúng hả? Anh đúng hả? Đúng hả? Anh đúng hả? Sao anh? Da nó chọc vô mắt luôn. Rồi quả tôi xì. Không có nhịn nhau. Nhỏ đi. Chị nhịn em nè. Quả tôi xì. Một, hai, quánh, quánh. Quánh thứ hai. Chị ngồi luôn. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Hay hay hay. Quá. Anh lột trớn nè. Đó hết rồi. Đó hết rồi. Rồi rồi rồi. Đó hết rồi. Đó hết rồi. Lực kéo Ngân chứ. Ngân không có bị té. Rồi Vinh sát vô. Tham quá. Bé Ngọc nhắc anh quýnh lúc lúc hai người làm chi. Anh quýnh bệnh Ngân. Ngân té rồi. Quýnh hai người luôn hả? Hay quá. Đúng gì? Một, hai, một, hai, ba. Rồi, một, hai, ba. Rồi, hai, ba. Rồi, định mệnh nó quy định. Đây. Không, con của em chứ. Dù ngân có đó em vẫn còn em nha. Dù ngân có đó em vẫn còn em nha. Ủa gì vậy, gì vậy? Ủa gì vậy, gì vậy? Đúng rồi, đánh ra rồi. Đúng không? Sao nhẹ nhàng như nó. Thương. Thương. Thương hả? Một, hai, ba. Trời, thương nè. Thương nè. Thương. Thương nè. Thương. Thương nè. Thương. Quá. Thương. Quá. Hay quá mọi người. Hay quá mọi người. Vô. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Quốc tuyền Ngân. Thương không? Wow, wow. Một, hai, ba. Ừ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Dữ vậy trời. Dữ vậy trời. Do em anh ơi, em thương người ta, em để còn người ta đâu thương em. Bay cái não em đi. Cái này tôi gọi là thương một người không đáng, thương một người không đáng. Thương một người vô tâm. Yêu một người vô tâm. Đừng có nói từ nữa. Yêu một người tào lao. Đừng có nói từ nữa. Rồi rồi. 1 2 quả xì. 2 3 2 3. Wow. Rồi đi. Rồi đi bụi. Rồi đi bụi. Rồi đi bụi. Ủa hả? Ủa hả? Ủa hả? Anh giỏi quá Vinh ơi. Anh đây là hero. Anh đây là hero. Ủa anh là gì? Anh luôn là hero. Như vậy là tất cả những lượt chơi vừa rồi đội của mình toàn thắng. Yeah. Yeah. Mình có tâm phục không phục chưa? Không bắt phục.
không? Em không phục. Không phục không? Thì em có quyền thách đấu. Em thách đấu là bây giờ là cái người nào xìm xàm xong với người kia đỡ trên quýnh xuống một cái. Đứng dậy quýnh. Em mời anh Luật vô. Em mời anh Luật vô. Một, hai, ba. Hai, ba. Rồi đứng lên bánh ta. Đứng nội được không? Đứng cho được nha. Đứng cho được nha. Thôi Luật ngồi im đi. Anh đừng có. Cái đó anh nhìn lên nhìn xuống vậy. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Ủa sao vô lại sao kìa? Phải chứ, tôi đóng hành nãy á. Sao nằm luôn. Quả hả? Báo. Cái này người ta gọi là quả báo chẳng tiền. Tất cả là quả báo. Cô bé gốc kiếp. Chị đẹp mới đau á, chị đẹp mới nặng á. Tao có chị Ngọc là nếu là quét vô mặt em thôi. Kể cả phần thách đấu, đội mình cũng thua.